Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa gia đình anh chị Pháp Không và tất cả quý thiền hữu tri thức tại thành phố Leipzig và Dresden, nhân chuyến hoằng pháp tại châu Âu, chúng tôi có cơ hội thăm viếng nhà anh Pháp Không, và do đó có cơ hội được chia sẻ đôi lời pháp thoại với toàn thể quý Phật tử tại đây. Chủ đề chúng tôi kính gửi đến hôm nay là tu tâm dưỡng tính trong kinh Pháp Cú. Đề tài này do anh Pháp Không đề nghị và chúng tôi thấy rất hữu lý, vì kinh Pháp Cú tuyển tập 423 bài thi kệ của Đức Phật giảng dạy trong suốt 49 năm hoằng hóa của Ngài, được xem là cốt lõi thực tập chánh pháp cho tất cả người Phật tử tại gia và xuất gia. Trong truyền thống đạo Phật Nguyên Thủy, kinh Pháp Cú được xem là kinh gối đầu giường, và do vậy không ai là không thuộc, không nắm vững được cái tinh thần hành trì trong kinh Pháp Cú. Nếu như chúng ta không có nhiều thời gian thì việc chọn lựa và ứng dụng hành trì kinh Pháp Cú đó được xem là sự chọn lựa thích hợp. Rất tiếc là trong đạo Phật Đại Thừa, mà Việt Nam là một quốc gia, chúng ta lại ít biết đến bản kinh vô cùng quan trọng này. Được phân bổ thành làm 26 phẩm, tức tương đương với chương. Bài kinh gồm 423 câu kệ, mỗi câu trung bình là 4 dòng, có câu 6, 8 dòng. Đức Phật đã phân tích cốt lõi của Phật Pháp, mà trong đó 80% là dành cho người tại gia. 3 phẩm cuối cùng 24, 25, 26 đó là dành cho người xuất gia. Cho nên là khi đọc tụng và hành trì bản kinh này đó, chúng ta sẽ hiểu đạo lý Phật đó sâu sắc hơn. Và trong toàn bộ lời dạy của kinh Pháp Cú vốn được Đức Phật giảng suốt 49 năm đó, không hề có một yếu tố nào bị ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian can thiệp vào, và do đó nó được xem như là lời Phật dạy nguyên chất, rất là quan trọng. Tại nhà anh chị Pháp Không thì có bản kinh Pháp Cú bản dịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, nay là ngài đã 95 tuổi vẫn còn khỏe, được xem là bản dịch chuẩn nhất về kinh Pháp Cú bằng tiếng Việt. Thì bản kinh này hiện nay đã được dịch ra trên dưới 100 ngôn ngữ, bao gồm các ngôn ngữ Liên Hợp Quốc. Chưa có một bản kinh nào trong hệ thống kinh điển của Đạo Phật lại được dịch nhiều đến thế và phổ thông đến thế. Hẳn phải có một lý do, bởi vì những bài thi kệ đó được Đức Phật đúc kết trong các bản kinh khác nhau đó, nó trở thành là cái điểm tựa tinh thần cốt lõi của hành trì, rất dễ nhớ và rất dễ ứng dụng thành công. Trong thời gian vừa qua tại Việt Nam thì chúng tôi đã giảng được 23 phẩm, mỗi phẩm là một bài. Khi qua châu Âu thì phải tạm ngừng, và do vậy sẽ không giảng lại những gì đã giảng. Chúng tôi trích một chủ đề, đó là tu tâm dưỡng tính, để chúng ta thấy đây là cái cốt lõi hành trì trong đạo Phật. Vì theo Đức Phật đó, tâm là mấu chốt của tất cả các vấn đề. Trên tay của quý thiền hữu tri thức đó, là một cái bản được trích ra từ bản dịch của
Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và chúng tôi phân bổ lại, và khi đọc ra đây đó thì chúng tôi đọc theo bản dịch của chúng tôi theo thể Sông Đốc Lục Bát đó, vì trong đây nó có nhiều cái phần bố cục lại cho chúng ta dễ dàng nắm nội dung để hành trì. Vấn đề 1, tâm và hành vi. Bài kệ 1 của Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: ý làm chủ hành vi tạo tác, ý dẫn đầu thiện ác mà ra. Nếu dùng tâm ý ác tà, nói năng hành động khổ xa vào mình. Như xe chở lăn nhanh theo bánh, bánh đi đâu xe đến liền theo. Mỗi khi tâm thiện đã gieo, quả lành trổ giống bóng đeo theo hình. Đầu của Kinh Pháp Cú là một bài nói về cái mối quan hệ giữa tâm và các thái độ tâm lý, tâm và các hành vi. Mối quan hệ này cho thấy đó, tâm là đi đầu, tâm làm chủ, tâm đạo diễn, tâm hoạch định các kế hoạch, tâm triển khai các dự án, và theo đó đó lời nói hoặc là hành động cụ thể của tại chân đó theo đó có mặt. Như vậy tu theo Phật giáo đó, mà dùng được hiểu theo nghĩa tâm lý học là sự chuyển hóa nội dung của tâm. Nhưng trên thực tế đó là chúng ta làm chủ được nhận thức, làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được các hành vi. Vì tâm chính là cái trục xoay của tất cả các hành động. Vì vậy là việc làm chủ tâm sẽ giúp cho chúng ta tu rất tốt, tiến bộ rất nhanh, an lạc rất bền và hạnh phúc rất lớn. Trong thuật ngữ Pali đó, chữ Pháp là phiên âm từ chữ Dhamma của tiếng Pali và Dharma của tiếng Sanskrit, mà nghĩa trong ngữ cảnh này đó là tâm sở và các hành động. Tâm sở được dịch trong ngôn ngữ học hiện đại đó là thái độ tâm lý. Ví dụ như mình có những cái thái độ tham sân si, hoặc là buông xả, hoan hỷ, từ bi, những cái sắc thái của tâm như vừa nêu đó, nó được xem là kéo theo sau, sau khi tâm bắt đầu có một nhận thức gì, đang lúc mắt nhìn thấy màu sắc, lỗ tai nghe các âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, và làn da trên cơ thể tiếp xúc với các đối vật của đạo. Vì đó làm chủ được tâm á, là làm chủ được cả một quá trình tu tập của chúng ta. Chính vì vậy mà các vị thiền sư Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam á, rất quan trọng về vấn đề làm chủ tâm. Và các ngài đưa ra đó cả một quá trình tu á, chẳng qua là để giúp cho chúng ta nhận diện được trơn tâm thường trú, hay còn gọi là thể tánh tịnh minh, tức là sáng suốt, không bị cấu nhiễm, rồi không bị hoàn cảnh, điều kiện, môi trường chi phối. Và người thực hiện được như thế đó là khi mà có mặt trong thuận hay là nghịch đó, tâm của người ấy vẫn thản nhiên như là không có chuyện xảy ra. Khác biệt căn bản giữa chúng ta, những người phàm, các bậc thánh, những vị chứng đắc là nằm ở chỗ đó, chúng ta khi thuận thì vui mà nghịch thì buồn, và hầu như là mình chạy theo cái thăng trầm và những cái cung bậc cảm xúc vui buồn trong cuộc đời đó, cho nên ta rất dễ đánh mất chính mình. Đang khi bản chất của cuộc đời là vô thường, và trong rất nhiều các tình huống á, diễn tiến của nó không thuận theo ý muốn chủ quan của chúng ta. Chẳng lẽ bây giờ mình muốn cho cả thế giới này phải phục tùng mình? Đó là hư tưởng. Và như vậy người tu học phải sáng suốt nhìn thấy được những cái thuận và cái nghịch, để trong thuận á, ta sống một cách an lạc hạnh phúc tối đa, và trong nghịch ta vẫn không đánh mất cơ hội để cho mình được hạnh phúc. Người sống như vậy là người đã
làm chủ được mối quan hệ nhân quả giữa tâm và các hành vi, tâm và môi trường, tâm và không gian, tâm và thời gian. Tính đạo diễn của tâm được Đức Phật nêu ra trong bài kệ đầu tiên á, bằng hai hình ảnh rất ấn tượng. Thứ nhất là như chiếc xe lăn theo sự kéo của con vật, ở đây là con trâu, con ngựa, con lạc là, con hươu và bất kỳ một con vật nào được sử dụng với mục đích chuyên chở. Khi mà chủ nhân của nó nối kết con vật với cái xe, họ đã có dụng ý rằng là thông qua sức chở của con vật đó, các vật dụng bao gồm các hành lý được chuyên chở ở trên thân của nó hoặc ở trong gọng xe đó đạt đến cái mục tiêu mà họ muốn. Và như vậy để cho cuộc sống này được hạnh phúc đó, thì các hành động như là cổ xe của chúng ta phải làm sao tuân thủ sự đạo diễn khéo léo của tâm. Và do vậy phục tùng theo mệnh lệnh cách chân thành của tâm. Và ai sống được như thế nghĩa là làm chủ được chính mình. Phần lớn là ta sống theo mệnh lệnh cách của xã hội, với những nỗi sợ hãi, với những sự dè phòng, với những điều cẩn trọng, với những cái toan tính này nọ, với những cái sự phân ranh giới dân dân. Và kết quả là chúng ta đánh mất cái tự do nội tại vốn là một chất liệu rất quan trọng. Lần này bây giờ mình đi theo cái khuynh hướng chân chính của tâm thì rõ ràng kết quả mà chúng ta đạt được chắc chắn phải là sự an vui thôi. Hình ảnh thứ hai là bóng và hình. Cái bóng á, bao giờ cũng là cái tương phản của hình. Bóng có thể có nhiều thứ nhưng mà hình chỉ có một thôi. Tùy theo cái hướng quang học của mặt trời, vị trí đứng của chúng ta trên mặt đất mà cái sự chiếu đó sẽ làm cho bóng của mình có thể thành là 1, 2, 3, 4. Dù là bóng nào đi nữa, nó cũng là một sự tương phản trên cơ sở nhân quả của cái thân thể con người. Ta thử liên tưởng đến sân vận động, cụ thể là đá banh. Thì thường ở bốn góc sân đó, nó có hàng loạt các cái bóng đèn pha để tạo ánh sáng đồng đều. Nhưng mà khi cầu thủ mà đứng ở một cái góc độ nào đó ngoài cái vị trí chính giữa của sân thì chúng ta thấy là ít nhất cầu thủ đó có bốn cái bóng của bốn hệ thống đèn. Tính nhân quả của bóng và hình là không thể tách rời. Nhưng mà trên thực tế thì ít khi nào chúng ta phản ánh đúng được cái bóng trên cơ sở cái hình, mà ta dùng dữ liệu của sự suy luận, diễn dịch, loại suy, quy đạp. Và không khéo đó, ngày càng ta xa rất nhiều với bản chất hiện thực của sự vật đang là. Và cái đó được gọi là đánh mất chánh tri kiến. Và tu theo Phật giáo là làm sao thấy rõ được các cái quả lành trổ liền ngay sau tâm lành được thực hiện. Thì tâm lành nó sẽ kích thích và thúc đẩy các hành động lành. Cái mối quan hệ nhân quả đó là rất cần thiết. Cho nên mỗi ngày Đức Phật khuyên trước khi đi ngủ tâm hướng về điều lành, thực tập thiền từ bi, sáng mơ khi thức giấc cũng lại tiếp tục hướng về điều lành, để suốt một ngày đó chúng ta có được những chất liệu bình an và thể hiện qua các hành động lợi lạc cho mình và cho tha nhân. Cho nên để làm chủ các hành vi, bao gồm làm chủ các thói quen xấu, chúng ta phải làm chủ được cái tâm. Làm nắm được cái tâm rồi đó thì thói quen xấu sẽ phục tùng một cách vâng lệnh chúng ta. Vấn đề hai, mối quan hệ giữa thân và tâm. Chúng tôi xin trích dẫn hai câu pháp cú 40 và 41. Kệ pháp cú 40 như sau: thân năm uẩn như sành dễ vỡ, giữ gìn tâm như thể thành trì, dung gương trí tuệ diệt si, thắng ma quân xấu chớ vì vinh quang.
Thì bài kể này Đức Phật dạy chúng ta cái cách quán chiếu về bản chất thân thể năm uẩn, tức là năm năm tổ hợp, bao gồm các yếu tố đất nước gió lửa. Nhóm hai là nhóm cảm giác buồn, vui, trung tính. Nhóm thứ ba là các tri giác, tức là nhận thức, đánh giá về sự vật hiện tượng xung quanh. Nhóm thứ tư là tâm tư, tức là những cái hoạt động tâm ý ở bên trong. Và nhóm cuối cùng là nhận thức, tức là những cái biểu đạt, phán đoán khi chúng ta bằng sáu giác quan tiếp xúc với đối tượng, trần cảnh của chúng. Thì năm nhóm này đó vốn không phải là tôi, mặc dầu về phương diện luật pháp là chúng ta tạm gọi nó là tôi để chúng ta chịu trách nhiệm đạo đức về các hành vi của mình. Về quan hệ dân sự đó thì chúng ta cũng phải tạm gọi cái thân thể này là tôi, và cái tôi đó nó duy trì cái mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, ta và làng xóm. Nhưng mà khi mà có một nỗi khổ niềm đau nào trỗi dậy đó, mà ta có thói quen quan niệm nó là tôi, là tự ngã có tôi, là sự của tôi đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ không thể nào chuyển hóa được khổ đau. Do đó thầy quán thân thể này giống như là cái bình bằng đất nung, rất là dễ vỡ. Sơ xuất rớt xuống đất một cái là nó vỡ nát liền, dầu nó quý cơ nào đi nữa cũng trở thành là vật vô dụng. Thân thể này bị bệnh hoạn chi phối tác động, rồi điều kiện sống ảnh hưởng, rồi khí hậu nóng lạnh, rồi các loại động vật dữ có thể ăn thịt, rồi tai nạn giao thông, những cái nghịch cảnh khác trong cuộc đời có thể làm cho chúng ta gần như là khó mà bảo toàn được nó. Và khi thân thể được khỏe mạnh á, thì đừng có phí vào những cái việc hưởng thụ ăn chê, mà hãy sử dụng nó như một công cụ phục vụ cho cái phước báo an lạc hạnh phúc của mình và của người. Người sống như thế là biết thấy được cái tính vô thường của thân và tận dụng được giá trị của nó. Đang khi đó thì Đức Phật lại khuyên chúng ta quán tưởng tâm á, và giữ gìn tâm như là những chiến sĩ giữ gìn thành ở biên thùy vậy. Vì thành nó là một cái phương tiện tạo ra sự an toàn và độc lập chủ quyền của một dân tộc, và thành giữ được những chừng nào đó thì giặc ngoại xâm không có cơ hội thôn tính chúng ta chừng ấy. Bây giờ thì giữa các quốc gia nó có những ranh giới được gọi là đường biên giới, cột mốc biên giới. Riêng châu Âu vì đã trở thành một khối thống nhất, cái khuynh hướng là tháo biên giới để tạo ra một cái nước lớn hơn để binh vực cho cái quyền lợi của tất cả những cư dân tại châu lục này. Còn các quốc gia còn lại thì thường phân ranh giới, và ranh giới đó nó là một cái cột mốc để đảm bảo được cái tính chủ quyền. Và Đức Phật khuyên là ta phải quán chiếu tâm mình, giữ tâm của mình giống như giữ thành. Một phút lơ là được xem là bị khổ đau, và tâm nó phức tạp hơn thân ở chỗ đó là gì trước gì sau đó, ta có thể nghĩ hai vấn đề, hai quan điểm khác nhau, thậm chí là tự mâu thuẫn. Trước một hai tiếng ta có thể tinh tấn, sau một hai giờ có thể chán nản thất vọng. Trước vài ngày mình có thể là một người tốt, sau vài ngày nếu không biết giữ tâm á, ta có thể trở thành là người tiêu cực. Và do vậy cái tính đông đưa vô thường của tâm nhiều chừng nào buộc chúng ta phải có trách nhiệm nhiều chừng ấy để giám sát tâm của mình. Để làm công việc giữ thân và giữ tâm được tốt thì Đức Phật dạy chúng ta phải sử dụng gôn trí. Đó là một hình ảnh rất ấn tượng. Ngày xưa vũ khí quan trọng nhất chỉ là gươm thôi. Gươm bằng thép tốt có khả năng chiến thắng được đối thủ, và lấy trí tuệ làm gươm, chúng ta có thể chặt đứt tất cả các phiền não mà theo Đức Phật quan trọng nhất là sự si mê. Vì si mê đó nó bao gồm là thiếu hiểu biết, thiếu cái nhìn đúng đắn, thiếu kiến thức về nhân quả, về đạo đức,
về đề sau, về chánh kiến. Và do đó đó, người như vậy đó sẽ sống trong nỗi sợ hãi dai dẳng, từ đó nó trỗi dậy rất nhiều niềm tin mê tín dị đoan và không thể nào tiến xa trên con đường hạnh phúc được. Nhờ sử dụng gươm trí tuệ, chúng ta mới chiến thắng được các ma khuôn. Và Đức Phật cũng khuyên là khi mà mình diệt được những cái phiền não đó, cũng đừng vì thế mà mình hãnh diện tự hào vì cái kinh quang mà mình mới đạt được. Thì đó sẽ làm cho chúng ta cống cao, ngã mạng, ngủ quên trên chiến thắng. Và như vậy cứ phải tiếp tục tu tập cho đến lúc nào không còn gì để tu nữa thì việc tu tập mới được xem là tạm xong. Bài kệ 41 Đức Phật đào sâu về bản chất của thân qua sự hướng dẫn như sau: thân vô thường, chẳng bao lâu nữa nằm vô tri trong cổ quan tài. Kẻ đần, xin lỗi, khi tâm thoát khỏi thân này, thân như khúc gỗ chẳng xài vào đâu. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng cái cảnh mà lúc mà mình nhắm mắt vẫy tay chào với cuộc đời đó, thì bản chất của cái thân nó giống như cái khúc cây thôi. Và Ngài thưa thêm một tính từ là vô dụng, tức là không có tri thức, không có tri giác, cảm giác, không có quan hệ đạo đức, xã hội, không có sự tu tập, không có tất cả một ý niệm gì cả. Và cái việc mà tồn tại trong một cổ quan tài đó để lại nỗi thương cảm, sầu bi, liếng tiếc giữa sinh ly tử biệt, người còn sống, kẻ phải ra đi. Và trong những cái phút giây như thế, nếu mà không có biết sự tu tập đó, rất nhiều người đã phải bị điên loạn theo cái chết của người thân. Chẳng hạn như vợ điên loạn vì chồng ra đi ngoài dự kiến, mẹ điên loạn khi các con trai giả từ cõi đời một cách đột ngột trong một tai nạn, một biến cố của cuộc đời. Tình trạng như thế không phải là ít. Do đó người tu tập phải thấy rõ đó là đừng có nên nói kết cái hệ lụy khổ đau của người thân với chúng ta. Thay vào đó là mình thể hiện cái tính trách nhiệm, sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ người thân để cho họ thoát ra khỏi cái bế tắc mà họ đã bị vướng phải. Và nếu như sau khi ta đã nỗ lực hết mình rồi, họ vì nghiệp riêng làm trở ngại quá lớn không thoát ra được, thì cũng đừng vì thế mà chúng ta phải rơi những giọt nước mắt. Thể hiện hết trách nhiệm, nỗ lực chân chính, nghiệp mỗi người phải tự gánh chịu thôi, chứ còn mình khổ theo đó được xem là sai phương pháp. Và có những cái khổ theo còn khổ hơn là chính bản thân của người đang chịu khổ thôi. Đó không phải là một sự ứng xử khôn ngoan, và lại càng không phải là mối quan tâm chân chính đối với tình thương mà ta dành cho người thân của mình. Quán thân này như là một khúc gỗ vô tri nằm trong quan tài, để từng tích tắc thời gian trôi qua đó, ta cố gắng làm một cái gì đó có lợi ích cho mình và cho người, để khi nhắm mắt xuôi tay ta không có tiếc nuối nữa, cũng không có sai sức ăn hận vì bất cứ chuyện gì mà ta đã làm hay là chưa được làm. Những người làm công tác buôn bán, kinh doanh và chính trị đó, thường cái thời gian dành cho người thân rất ít. Chúng ta lại có một cái cảm tưởng rằng là chu cấp cơm ăn, áo mặc, tiền bạc, mọi thứ cho người thân là đã đủ và tròn trách nhiệm rồi. Đó là sự phiến diện đó. Chăm sóc người thân thương chúng ta bằng cách là hướng dẫn họ đến với đạo, để ngay từ nhỏ đó con cháu của chúng ta và những người thân đó sống với hạnh phúc. Vì vậy mới được gọi là mối quan tâm trọn vẹn và đầy đủ. Người sống được như thế đó, giả sử cái vô thường đến với họ nó không có gì để mà tiếc nuối nữa hết, không sợ hãi, không sầu lo. Còn mình chỉ chu cấp mọi phương tiện vật chất không á, đến lúc nào đó mình sẽ cảm thấy là mình có một thiếu sót rất lớn đối với vợ, đối với chồng, đối với các con, đối với cha mẹ,
và những người thân nói chung. Và thực tập quán tưởng câu này nó sẽ giúp cho chúng ta sống rất tốt, sống có giá trị cho mình và cho người. Vấn đề 3, biết mình còn dở để tự gột bỏ các cái ác. Bài kệ 63, Đức Phật dạy một triết lý chê chữ sâu sắc như sau: ai ngu dở biết mình còn dốt, nhờ vậy mà chậm lục hết dần. Kẻ đần lại tưởng mình khôn, chí ngu như vậy không còn người hơn. Thường khi mình cho mình là một chân lý thì các hành động, lời nói, việc làm của chúng ta đó bao giờ cũng muốn người khác tôn vinh và trân trọng. Mối quan hệ lấy mình làm trục xoay của chân lý đó, nó làm cho chúng ta có những cái khoảng cách rất là lớn đối với những người thân. Và cái rào cản vô hình đó đã bắt đầu xuất hiện khi chúng ta bao giờ cũng cho mình là đúng và ứng xử như thể là một quan tòa. Đang khi quan hệ giữa vợ và chồng là bình đẳng theo Phật dạy, và thậm chí theo lời Phật dạy, cái tính nhân quyền cao đó, cha mẹ và con cái nó cũng cần phải có cái mối gọi là bình đẳng ở một mức độ nào đó để cho con em nó được quyền nói lên ý kiến của chúng. Chúng ta chỉ là những người định hướng, tư vấn cho chúng đi đúng, sống tốt, sống hạnh phúc thôi, chứ không thể áp đặt. Luật pháp phương Tây càng phát triển chừng nào thì càng gần với đạo Phật chừng ấy. Và đó là một cái điều rất là tốt. Cho nên mỗi ngày Đức Phật khuyên chúng ta là phải nhìn lại chính mình, nhất là nhìn cái tâm, xem coi mình còn có điều gì vô minh, điều gì chưa hiểu biết, Phật pháp của mình đã nắm vững chưa, hay là mình vẫn đang còn sống với mê tín dị đoan bởi các niềm tin của các tôn giáo khác trước khi vào đạo. Và do vậy ta phải nỗ lực tự thừa nhận đó là sự liêm khiết và tri thức. Nằm vào một vai trò lớn mà tri thức kém là một đại họa cho tập thể. Có tri thức mà lại thiếu đạo đức á, nắm vai trò lớn thì đại họa cho quốc gia ở mức độ lớn hơn. Cho nên khi chúng ta được phân công một vai trò, một nhiệm vụ gì đó theo Đức Phật á, là mình phải hết sức liêm khiết về cái trước bản thân, rằng là tôi có đủ được năng lực và tính chuyên môn để đảm trách một cách có hiệu quả cho công việc này không. Nếu câu trả lời là không, tốt nhất ta nên nhường lại cho những người khác, và do vậy ta không phải chịu trách nhiệm nhân quả bởi những cái dở, cái xấu mà ta có thể làm chỉ vì cái danh, cái quyền lợi hoặc là những cái giá trị nào đó. Ai sống được như thế thì theo Đức Phật á, sự chậm lục vô minh vô trí của chúng ta dần dần được khắc phục. Còn ngược lại đó, những kẻ đần nhưng mà bao giờ cũng nghĩ là mình khôn hơn thiên hạ thì cái đó Đức Phật gọi là chí ngu. Đây là một thực chê chữ chí ngu á, chí là CH là cực ngu, là ngu không ai có thể tưởng tượng được. Ngu là hoài sức hình dung của con người, nó khác với chữ trí ha. Chữ trí là sáng suốt, đây là chí ngu chứ không phải là khôn. Do đó khi được một người nào đó góp ý, dầu là chân thành hay là sốc, thì lời Phật khuyên chúng ta là vẫn phải quán chiếu về nội dung của những lời góp ý đối với mình và ứng xử một cách khách quan. Nếu nội dung đó là hay thì nên biết ơn để học hỏi. Còn nội dung đó là một lời vu khống, xuyên tạc, nói xấu hay là mang mục đích tiêu cực đó, thì chúng ta không vì thế mà bận lòng. Vì cuộc đời đó, vì cái tham, vì cái ganh tị, vì cái hơn thua, rồi vì những cái quyền lợi mà người ta có thể ứng xử rất nhiều điều xấu, chẳng lẽ cứ mỗi khi những điều ấy xảy ra chúng ta lại phải đi đánh lộn với những điều đó? Không cần thiết. Để sống vượt lên trên những giới hạn như vừa điều, để chúng ta trở thành một bậc trí. Và bậc trí theo Đức Phật là phải thừa nhận các yếu kém của mình để chúng ta khắc phục.
Bài kệ 50 sau đây đó, Đức Phật là dạy cái nghệ thuật để chúng ta tìm lỗi chính mình thay vì ghé mắt nhìn vào những cái bất toàn của người khác. Đừng bê móc lỗi lầm người khác, chuyện đã làm có đạt hay không, nhìn mình hành động đục trong, vô tình cố ý đừng mong phạm vào. Đó là một lời khuyên rất là sâu sắc. Phần lớn chúng ta có thói quen là tự tha thứ cho mình một cách rất dễ dãi, đang khi lỗi lầm người khác nếu có tương tự thậm chí là ít hơn, chúng ta xích thành to rồi mình đi nói xấu, dùng các phương tiện truyền thông hiện đại để mà phát tán đó, để làm cho mọi người hoang mang, sợ hãi, cô lập, tấn công, vẫy tay chào, thậm chí là kháng cự loại trừ. Đó là những cái tâm rất ác độc. Người có tu học theo Phật dạy đó, thì không có nói xấu người khác. Nếu như ta thấy một người nào đó có một thói hư tật xấu, thì việc cứ với chúng ta phải phát xuất bằng cái mục đích là làm cho người đó tốt hơn, chứ không phải là để bo nhỏ họ. Cho nên tinh thần xây dựng đó được Đức Phật khích lệ để chúng ta nói kết tình thân thương. Còn nói xấu đó, nó làm cho chúng ta mất đi một người bạn, hoặc là đào sâu cái khoảng cách quá lớn giữa ta và một người khác. Sự hận thù, giận dữ, không đội trời chung, hay là lỗi trừ, không thương tiếc, một bắt một còn đó, sẽ xuất hiện như là một cái thói quen về tâm lý. Cho nên nếu có phải nhìn về cái xấu đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phản quan tự kỷ, tức là nhìn về chính mình trước. Bây giờ ta thử hình dung trong con mắt của mỗi người vào mỗi buổi sáng đó, nếu vì bận rộn quá ta quên rửa bằng nước đó, thì ở hai cái khóe mắt đó nó có cái cục kè nhỏ. Và nếu ta nhìn thế giới sự vật đó, bằng con mắt có hai cục kè đó, thì cái nhỏ ở ngay cái tầm nhìn đó nó sẽ lấn át các cái vật được chúng ta quan tâm về. Và như vậy chúng ta không thể nào phản ánh đúng được thực tại của sự vật đang diễn ra. Dùng một cái kiến, nếu nó là kiến đen, kiến màu, để nhìn sự vật á, thì sự vật nó có hàng trăm màu khác nhau, nhưng mà chỉ có một gram và một màu duy nhất, đó là màu đen. Đó là thành kiến, đó là tiễn cận, đó là sai lầm, đó là trở ngại, đó là khổ đau. Và do đó Đức Phật khuyên chúng ta là phải nhìn bằng cái cặp mắt thực tại, thấy rõ con người trong hiện tại này, chứ không có đánh giá người đó qua quá khứ của họ. Quá khứ có thể có một người nào đó rất xấu, hiện tại họ thay đổi rồi, mà bây giờ mình cứ xem người đó là một người của quá khứ, thì rõ ràng là chúng ta sẽ không thấy được cái mặt tích cực về những đổi thay từ người ấy. Cho nên Ngài khuyên là chúng ta hãy nhìn coi bản thân mình, từ lời nói đến việc làm, đục hay là trong, tốt hay là xấu, lợi hay là hại, có giá trị hay là vô giá trị, để chúng ta tự phấn đấu. Và phải xét coi các động cơ của mình nó có mục đích tốt hay là mục đích xấu, hay là chỉ làm để cầu danh, hay là vì quyền lợi chứ không phải là vì tha nhân. Thì tất cả những mối quan tâm đó theo Ngài đó sẽ làm cho chúng ta sống tốt hơn, có giá trị hơn. Còn thói thường là chúng ta chỉ biết nghĩ xấu về người thôi. Một số người xấu ác khác á, thì cố tình phịa ra cái xấu người khác và đào sâu vào cái xấu đó để cho người khác hiểu lầm rằng á, người này tốt cho nên mới dám nói xấu của người. Và đây là cái nghệ thuật để bao che cái xấu của mình. Theo Đức Phật á, kẻ đi nói xấu không bao giờ là một người tốt. Và do đó người Phật tử trong thế giới truyền thông hiện đại đó phải hết sức cẩn trọng, nhất là những lá thư nặc danh, rồi các email trong các diễn đàn internet. 90+% họ là những người vô trách nhiệm, vì không dám dùng tên thật, địa chỉ thật, điện thoại thật, vì họ sẽ sợ đối diện trước tòa khi có người thưa kiện họ. Do đó họ chỉ dùng những cái đòn tâm lý chiến để gieo rắc nỗi hoang mang và sợ hãi bằng cách là bế móc những cái xấu của người khác, mà tính thật hư của nó phần lớn chúng ta không hay.
và ai cũng có cái mối hoài nghi lớn, đào sâu vào mối hoài nghi đó làm cho người ta dè dặt đi. Cho nên bắt đầu trong một tổ chức, trong một cộng đồng đang có quan hệ thân thương với nhau, trở nên là nghi kỵ, sợ sệt và bắt đầu dè dặt trong các ứng xử. Đó là cái hành vi phá hòa hợp. Còn nếu ai áp dụng cái đó đối với tu sĩ thì nó trở thành là phá hòa hợp tắc. Và cái quả xấu của các hành động tàn ác đó đó rất là lớn. Bởi vì truyền thông hiện đại khi một thông tin xấu nó được lên trên mạng á, có thể nó giữ cho đến lúc nào hành tinh này bị phá tung thì thôi. Cho nên quả xấu đó nó cũng trổ nhiều hơn. Và nếu mà mình truyền thông những cái tốt, những cái giá trị cũng trong thời gian như thế, đầu tư như thế, cái phước chúng ta nó sẽ nhiều hơn. Tại vì cái tầm ảnh hưởng của nó lan rộng và nó còn mãi ở trên gọi là các phương tiện truyền thông. Cũng là một hành động thôi, nếu tâm tốt thì chúng ta hướng về cái mục đích tốt thôi. Còn kẻ xấu thì chỉ biết gọi là dựng chuyện đó, mà dựng chuyện tinh vi đó, người ta dựa vào một vài dữ liệu có thật mà phần lớn ai cũng biết trong hoàn cảnh đó, sau đó người ta dựng thêm những cái chuyện phịa thì làm cho người trong cuộc hoang mang. Bởi vì cái này nó có thì ta suy luận cái kia cũng có. Đó là những chiêu tâm lý rất là tinh vi. Và khôn ngoan thì ta đừng nên tin vào những cái chuyện thị phi. Vì chuyện thị phi đó, nếu họ có để địa chỉ, có số điện thoại và chịu trách nhiệm trước pháp lý đó, thì quả mai chúng ta có thể tạm trình, rồi cũng phải chờ cái phán quyết của tòa án luật pháp thì mới biết là tính thật hư của nó như thế nào. Bởi vì cũng có một số người bị mua chuộc thí mạng cùi đó, gây những cái trở ngại cho người khác, ta bị sợ hãi rồi phải tối ngày đối diện với cái chuyện mà kiện tụng, nên là không còn đầu óc cho những việc phát triển công ty, việc gia đình vân vân, đánh từ bên trong. Do đó phải xử lý các dữ liệu và thông tin khéo léo để chúng ta không bị nhiễu sóng. Nhiễu sóng như thế là tự khổ mình. Bài kệ 197 Đức Phật dạy chúng ta vươn đến hạnh phúc bằng cách là làm chủ tâm như sau: phúc thay sống giữa người thù hận, lòng thảnh thơi chẳng giận hờn ai, lành thai sống giữa chua cay, không hề oán hận nguôi ngoai cõi lòng. Đây là một bài kệ rất là sâu sắc. Đức Phật với kinh nghiệm của Ngài đã từng bị biết bao nhiêu là lời thị phi và vu khống, cỡ tầm vóc tự giác và phước đức trọn vẹn như Ngài mà Ngài còn bị người ta vu khống là cha của một đứa con quan. Rồi những người khác lại tấn công Ngài, cho rằng đó Ngài vì chán nản cuộc đời mà đi tu, chẳng hạn như dùng những câu là sống trong vòng tay của bộ dì ghẻ. Bởi vì mẹ của Ngài chết sau 7 ngày, sống với kế mẫu cũng là dì sụ của mình. Rồi sự tranh chấp quyền lực trong hoàng thân quốc thích làm cho Ngài gần như là không có một sự lựa chọn, phải đi tu để an thân an tâm thôi. Rất nhiều người đã tấn công Ngài bằng những cái lý luận như thế. Nếu mà không có trí tuệ đó, chúng ta sẽ dễ dàng tin lắm. Và khi tin rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Phật là một con người rất tiêu cực. Đang khi đó Ngài là rất vĩ đại, tấm lòng của Ngài rất lớn. Đến tuổi 28 rưỡi mà Ngài vẫn chưa lập gia đình, vì lo cho nước, cho dân. Và vua cha ép dữ lắm đó, thì Ngài mới chiều theo để mà lấy vợ đó. Cho nên ngay sau khi có được đứa con là La Hầu La, thì Ngài đã có được cái niềm an ủi rằng là khi mình đi tu đó, đứa con này kế ngôi vua thay thế cho bản thân, thì vua cha sẽ không phải bị hụt hẫng. Một người tích cực như thế mà vẫn bị lý giải rất tiêu cực bằng những cái tâm xấu của người đời, thì thế giới tự do nó là thế. Cho nên ta khó mà có thể hy vọng rằng là người khác nói tốt về mình. Đa khi nói xấu, thậm chí là vu khống xuyên tạc đó thì lại nhiều hơn. Vì đó chẳng lẽ mỗi khi ta tiếp xúc với cái tiêu cực, cái xấu giữa hận thù, chúng ta lại trỗi dậy hận thù? Vì làm như thế thì mình và người đó cũng chẳng có khác gì nhau.
một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Vì thế nên ta phải nhịn người, dầu ai mắng chửi vẫn vui tươi, mặt toan cố tình gây hấn sự, vẫn dạ yên vui nở nụ cười. Đó là lối ứng xử của người Phật tử. Gà chọi gà, cá đá cá, cả hai đều tổn thất. Kẻ chết đó, thì người cũng bị thương. Đạo Phật dạy chúng ta là phải thoát khỏi cái vòng dây của hận thù. Khi mà hận thù nó trỗi dậy rồi thì cái người mà nạn nhân tức lắm, mình biết là ta ăn hiếp mình mà. Người ta dựa vào cái thói quen đó là mềm thì nắng mà rắn thì buông. Tức là nếu mà mình không có phản ứng, mình yếu về bản lĩnh đó, thì ta sẽ ăn hiếp mình tiếp tục. Ta nắng mình, ta xoay mình theo cách thức ta muốn. Còn khi mình có bản lĩnh, có trí tuệ, không có sợ hãi, không bị tác động, không có bị lung lay về lý tưởng đó, thì người ta ăn hiếp hoài không được, ta buông ra. Đó là cái thái độ sống tốt. Và ở đây thì Ngài khuyên là lòng phải thảnh thơi, chẳng giận hờn ai. Vì theo Đức Phật đó, con người không phải là kẻ thù của con người. Chính trị và các tôn giáo trong lịch sử nhân loại khi mà đấu với nhau đó, thì ta xem tôn giáo A là kẻ thù của tôn giáo B, con người A là kẻ thù của người B, liên minh A là kẻ thù của liên minh B. Đại kỳ Đức Phật dạy sâu sắc hơn, Ngài cho rằng đó là kẻ thù chung của nhân loại là tâm tham, tâm sân, tâm si. Thay vì giết người để mà rửa thù, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy nỗ lực dấy một cuộc thánh chiến giết tham sân si. Thì con người hết tham sân si thì trở thành người thiện đó, thì ta và họ trở thành bạn với nhau. Dĩ nhiên là lộ trình đó rất dài, rất khó. Và do đó phải hết sức sáng suốt để chúng ta không sống ở trong hận thù khi có người khác gây hận thù một cách cố tình và bất công trên chúng ta. Công việc của người Phật tử làm đó là hãy giao cái chức năng đó cho luật. Nếu luật vì những lý do nào đó mà không có được công bằng, bể thiếu nhân chứng, vật chứng, rồi tạo ra những cái hàm quan đó, thì chúng ta tiếp tục được quyền kêu oan. Đức Phật không có cấm những thứ này. Và trong kinh đó, chưa bao giờ Đức Phật yên lặng khi người ta du oan Ngài. Ngài nói, Ngài nói không phải vì cái thái độ thanh minh thanh nga, vì cái tôi bị đau, vì cái khổ đã khống chế, mà Ngài nói để tuyên bố một sự thật, để cho sự ngộ nhận nó không có mặt ở trong cuộc đời. Rồi Ngài không hề đính kèm theo một cái hận thù gì đối với cái kẻ đã tạo ra những cái chiếc mũ hàm quan. Đó là một ứng xử rất là khôn ngoan. Và quan trọng đó là không hề quán giận, cõi lòng của mình lúc nào cũng thanh thản hết. Vì ta biết rất rõ rằng là ai còn tham sân si thì người đó không có hành động ác này thì cũng có tâm xấu khác thôi. Đó là vui luật muôn đề. Bài kệ 71 Đức Phật dạy cụ thể hơn về bản chất của cái ác và hậu quả của nó. Nghiệp ác dữ chưa liền trổ quả, như sữa tươi đâu đã đông ngai, thầm theo đốt cháy người sai, như than hồng núp dưới ho, như dưới hơi tro tàn. Đây là bài kệ mà các Phật tử nên thuộc lòng. Ở đây thì Ngài đã nói đến cái tính thời gian để cho một nhân cần thiết trổ thành một quả. Phần lớn chúng ta quên yếu tố thời gian này. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi về nhân quả. Nếu nhân quả có thật, tại sao tôi làm tốt mà tôi chẳng hưởng được quả? Thì thời gian chưa đến. Cũng giống như tại miền châu Âu đấy, thì những tháng mùa lạnh đó, chỉ có cây mà thích hợp với khí trời lạnh nó mới sống được, còn những cây nhiệt đới là chết hết. Vì vậy để có được những cái cây sống trong mùa lạnh đó, gần như chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, vài chục năm mới giúp cho chúng trở thành một cổ thụ. Còn nhiệt đới đó thì trở thành nhanh hơn. Đó là cái bản chất của hạt giống đó, cái chủng loại của cây đó, nó đòi hỏi đến cái tính thời gian thích hợp như thế. Muốn khác hơn không được. Cây giá 2 ngày là ăn được, cây đậu bắp có thể 1 tháng ăn được.
nhưng mà có cây đến vài chục năm mới ăn được. Thì các hạt giống thiện và ác cũng như thế. Ngoài ra thì triết học Phật dạy đó còn liên hệ đến các điều kiện thuận và nghịch. Khi ta gieo một hạt giống xuống không thấy được yếu tố này thì dễ dàng chán nản lắm, nhất là những người có cái tâm vội vã, muốn làm cái gì là có kết quả ngay tức khắc, mà không có chăm sóc các điều kiện thuận lợi để cho nó lớn và trưởng thành đó, thì sau thời gian rơi vào tuyệt vọng. Ở đây Đức Phật nói bằng một hình ảnh đó, giống như sữa, ta bỏ một con giấm vào, hay là dùng một cái chất hóa học để cho nó trở thành là da ua, hay là bơ, hay là cái chất béo gì đó mà chúng ta thích. Nó không diễn ra liền ngay trong vòng một tích tắc, mà nó có thời gian nhất định của nó. Ví dụ làm da ua phải mất 2-3 ngày nó mới chua, còn làm sữa bằng máy hiện đại thì cũng phải mất vài tiếng đồng hồ để trở thành là một cục bơ. Cái tiến trình thời gian đó là không thể không có. Và thấy rõ được điều này đó thì chúng ta phải làm chủ các hành động. Vì theo Đức Phật đó, là các hành động xấu và ác đó, sẽ giết chết người khổ đã, người gieo dắt nó đó. Cũng giống như là than hồng núp ở dưới cái hơi tro tàn, tưởng là nó đã hết than rồi, nhưng mà khi dẫm lên là phóng chất. Hành động xấu đó nó sẽ để lại những cái kết quả xấu, và người làm như thế phải gánh lấy hậu quả nhất định của nó thôi. Chẳng hạn như Osama Bin Laden, đâu ai ngờ rằng là ông bị giết chết sau một thập niên ẩn náu vô tông tích. Hay là những cái băng đảng mafia ở Ý, nếu không bị con ruột hay là anh em ruột của mình giết để thay thế vai trò, thì cũng bị các đảng phe phái đối lập ở trong thế giới giang hồ loại trừ. Rồi khi mà cái thế lực loại trừ đó được diễn ra nhiều quá đó, thì lực lượng của chính phủ sẽ can thiệp vào và giết luôn, bắt hết. Đó là cái thế của chính trị. Chúng ta thấy bao giờ nó cũng diễn ra theo quy luật đó hết. Cho nên không có kẻ xấu nào có thể tồn tại vĩnh viễn, có thể tồn tại 30 năm, 50 năm, 70 năm rồi cũng bị phanh phui thôi. Giống như Madoff có thể lừa cái nền thị trường thế giới, tài chính thế giới trong vòng 45 năm, rồi cuối cùng cũng phải ngồi tù 175 năm. Nay đã 70, trên dưới 70, ngồi tù 175 năm có nghĩa là đào thải lên mấy kiếp rồi. Cái nghiệp mà ông làm góp phần cho cái khủng hoảng tài chính toàn cầu này diễn ra đó, sẽ phải trôi lăn trong sinh tử không biết bao nhiêu kiếp mới có thể đền trả được cái nghiệp xấu đó. Cho nên phải thấy những bài học nhãn tiền để chúng ta không có mất niềm tin về cái sự chính chậm của nhân quả trong một số tình huống liên hệ đến bản thân và gia đình. Vấn đề 4, tinh tấn tự tu để được hạnh phúc. Bài kệ 43, Đức Phật dạy như sau: cha mẹ muốn cho con hưởng phước, thương cỡ nào chẳng được dài lâu. Tâm lành nhân tốt gieo sâu, tự mình tạo dựng quả mau lớn dần. Đây là điều mà Đức Phật nói rất là sâu sắc. Ta thử hình dung khi người cha người mẹ đi du lịch ở một nước khác, chẳng hạn như sang Ý, ăn được kem Ý rất là thơm ngon, hoặc là pizza Ý chánh hạn. Lúc đó nghĩ tưởng về đứa con ở nhà vì đang còn học chưa kết thúc của mùa hè, và muốn cho nó được ngon như thế, chắc hẳn rằng nếu nó nghe cha mẹ nói qua điện thoại, nó sẽ chảy nước miếng mà thèm thôi, chứ không được no. Tại vì cha mẹ ăn con không thấy no, chất bổ vào trong cơ thể cha mẹ con không thể khỏe được. Đó là một cái quy luật mà đôi lúc chúng ta không để ý đến, dù rất đơn giản nhưng chân lý này là bất di bất dịch. Ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói có rất nhiều người cha người mẹ đó thương con đến độ nêu ra quyết tâm là giá mà tôi có thể thay cái nỗi khổ niềm đau trên thân và tâm của đứa con, tôi cũng sẵn sàng làm. Nhưng trên thực tế
dầu cùng đi trên một con đường, ta không thể nào chịu khổ thay nhau. Khi mà hệ thống luật pháp không được nghiêm minh đó, thì có một số người là ngồi tù thai. Ngồi tù thai cũng không thể chịu khổ thế dùm được nữa, có thể giúp cho cái người đó được thoát khỏi tù, nhưng mà cái nhân quả vẫn đeo bám người đó suốt các cuộc đời và nhiều kiếp về sau nó không thoát. Cho nên khi mà qua mặt được luật pháp, chúng ta cũng không thể qua mặt được nhân quả. Không ai có thể mặc cả để hối lộ để nhân quả được. Đó là điều mình phải nhớ nằm lòng. Cho nên muốn thương con mình, mong con được hạnh phúc, có sự nghiệp đàng hoàng, đứng đắn, tự lập, an vui, thì ta phải hướng dẫn đường đi nước bước khi chúng còn nhỏ. Và nhất là trong thế giới phương Tây đó, thì việc làm như thế nó khó hơn, thì con em được cái quyền độc lập tự do. Cho nên nếu không khéo thì chúng có thể kháng cự lại, và nếu mình rầy la tát tay nó có thể bỏ nhà đi, hoặc là gọi điện thoại báo cảnh sát, chúng ta có thể gặp khó khăn. Cho nên hướng dẫn con em trong bối cảnh văn hóa phương Tây là một cái nghệ thuật. Phải làm sao để mình nâng cái nhận thức của chúng lên, tin tưởng vào chúng, để cho chúng chấp nhận cái lời khuyên chân thành đúng đắn của chúng ta, để chúng chọn lựa nó như là cái lối đi và ứng xử trong cuộc sống. Đó là cách thương con em tốt nhất. Bởi vì tâm lành gieo nhân tốt sẽ làm cho quả tốt lên được lớn, và con em chúng ta trực tiếp hưởng lại. Chứ còn mình làm giùm hết tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ tạo ra một cậu con trai theo dạng là công tử Bạc Liêu, xài tiền như nước, hoặc là tạo ra một cô công chúa mà chẳng biết đụng vào ngón tay. Khi mà cha mẹ mà qua đời cho tuổi thọ hết á, thì những đứa con này là bơ vơ. Và dân gian Việt Nam lại còn dạy chúng ta đó là tọa thực sơn băng, giàu mà tối ngày chỉ biết hưởng thụ ăn không ngồi rồi đó, thì tài sản có lớn như núi rồi nó cũng đến ngày hết thôi. Mà tài sản không do chính mình làm đó, ta không có tiếc, không có luống tiếc nó, không có trân trọng nó, và tiêu xài nó cũng rất là dễ hoang phí và mất đi. Cho đó muốn cho con em được cái gì thì ta phải tạo phương tiện cho con em mình biết được cái phương pháp để làm. Chứ chúng ta không làm thế, không tu thế. Bài kệ 29 Đức Phật dạy nghệ thuật sống tốt để có được phước bằng sự tinh tấn. Sống tinh tấn giữa người phóng đảng, tỉnh thức luôn bên cạnh kẻ sai. Trí nhân như ngựa kéo nài, bỏ xa ngựa yếu cả bầy sau lưng. Trong một cuộc đua vì mục đích tốt hay là giao lưu đi, thì bao giờ cũng có kẻ thắng và người thua. Chúng ta thử hình dung cái cuộc đua đó là một cái cuộc đua của ngựa, thì trong số vài chục con, vài trăm con, nó sẽ có một con giỏi nhất được gọi là tuấn mã, thì con này nó sẽ dẫn đầu ra, các con sau bị bỏ lại sau lưng, có thể là 10 giây, 20 giây, 10 phút, 20 phút, thậm chí là 1 tiếng, 2 tiếng, hoặc là vài ngày khác nhau, tùy theo cái sức chạy và cái kỹ thuật chạy. Rất nhiều người khi mà khởi sự một cái công trình gì đó chạy rất là tốt, nhưng mà đường về đích bắt đầu mỏi mệt dần và rơi rất dần, đó là người không có đường bền. Lần này Đức Phật dạy chúng ta tinh tấn là khi mình khởi sự đó cũng rất là xông xáo, suốt một cái diễn tiến kéo dài đó, sự xông xáo đó vẫn diễn ra, và đến những cái thời điểm cuối cùng để dứt điểm vấn đề đó, ta lại xông xáo hơn, dứt khoát hơn, nhanh nhẹn hơn, khôn ngoan hơn, thì mới có thể nhìn thấy được sự thành công. Chứ bằng không cũng khó lắm. Người trí phải như là tuấn mã, tức là phải chọn cái đích đến về, bỏ mặt sau lưng các con ngựa quẹt. Việt Nam mình có câu là đông vui hao, chỗ nào đông á thì mình thường tham gia vào để ham vui. Nhưng mà khi mà ham vui như vậy đó, nếu các thành phần đó không phải là người tốt, chúng ta sẽ bị cái cộng hưởng nhân quả xấu nó trì kéo mình lại, kết quả là mình bị tụt hậu sau lưng.
Đồng thời người Việt Nam cũng còn dạy chúng ta cái câu là nhón chân với tay. Ví dụ chiều cao của một người bình thường Việt Nam đó là 1 thước 6, mình nhón lên đó hết mức có thể được 1 thước 7, gối cái tay lên nữa thì trở thành 1 thước 7 lần. Như vậy mình cao hơn bình thường, tức là phải đặt mình trong một tư thế, dù là nghề nghiệp hay là tu tập, ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tiến bộ hơn ngày hôm nay. Và đừng bao giờ bỏ cái tính cách mà phấn đấu vươn lên như thế. Điều này nó khác hoàn toàn với là trèo cao té đao. Trèo cao là người không biết lượng sức mình, vói nhảy quá mức mà nó không có một cái hiện thực gì để thực hiện được hết á, cho nên nỗ lực như thế là té đao, tức là thất bại lớn hơn. Còn đây mình biết là năng lực của mình là 8, nỗ lực thành 82, 83, 84, 85, năm này không được, mấy năm sau nó sẽ được. Những vị quán quân, tức là đứng đầu bảng trong các cái mùa giải thể thao đấy, thì ta phải phấn đấu để phá kỷ lục của chính mình. Đó là trạng thái nhón chân với tay. Phải tập như thế thì chúng ta sẽ bỏ xa lưng tất cả những người yếu kém hơn mình. Như thế là một sự cạnh tranh rất tích cực, vì đó là một cạnh tranh hướng về cái tốt, cái thiện, cái lợi lạc. Ở trong bài kệ 113 đó, Đức Phật dạy nghệ thuật tu, tu cái cốt lõi, tu cái tinh hoa để sự tinh tấn nó có kết quả ngay lập tức. 100 năm sống mê thân ngũ uẩn, dướng luân hồi lẳng quẳng quằn xoay, chi bằng ngày một ngộ ngay, vô thường sinh diệt tại đây bây giờ. Thiên kinh vạn quyển được Đức Phật dạy trong suốt 49 năm đó, chẳng qua cũng để giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất của thực tại là vô thường. Và từng tích trôi qua đó, sanh ra rồi lại già, bệnh và chết. Còn mùa thì có xuân, hạ, thu, đông. Vũ trụ đó là có sanh, trụ, dị và diệt. Quy luật này là muôn đời, không ai thoát khỏi được. Mà khi mình hiểu được cái quy luật vô thường trong sinh tử đó đó, thì mỗi khi có một nỗi khổ, niềm đau nó xuất hiện với mình, ta không bị khổ, tại vì ta hiểu rõ rồi. Cho nên mình không có kỳ vọng xa hiện thực. Ta sẵn sàng đối diện trước các nghịch cảnh với bản lĩnh và tầm nhìn rất sâu, hiểu biết rất là chắc chắn, để mỗi cái trở ngại ta nỗ lực khắc phục vượt qua, tiến tới phía trước thôi. Chứ chẳng lẽ mỗi lần chúng ta bị thất bại rồi mình an phận thủ thường, không có tiến bộ được. Cứ phải làm, cứ phải tiến. Trong cái vô thường nó giúp cho chúng ta thành tựu được những cái tốt hơn. Bồ Tát Long Thọ dạy hai câu sâu sắc về triết học vô thường như sau: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thập. Chữ không đây có nghĩa là cái tính không thực thể, tức là sự vô thường và vô ngã trong sự vật. Do vì có cái tính vô thường vô ngã đó mà mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này được thành tựu. Chứ nếu như không có mùa đông giá rét thì làm sao có mùa xuân, không có mùa xuân làm sao có mùa thu, không có cái sự đổ nát tổn thất trong các chiến tranh thì các cái công trình xây dựng chưa chắc nó đã tốt hơn. Cho nên phải nhìn thấy cái phương diện phát triển tích cực của vô thường để chúng ta không chán nản, thất vọng, thất tình, buồn tủi, tuyệt vọng, tự giận khi mình sống gặp phải quá nhiều các trở ngại và bế tắc. Nỗ lực như thế được xem là một nỗ lực rất là khôn ngoan. Bài kệ 160 Đức Phật dạy sự sáng suốt trong tinh tấn, đó là phải dựa vào chính bản thân mình trên nền tảng của chánh pháp, còn cầu cạnh bên ngoài là không có gì được đảm bảo. Người sáng suốt tự nương mình vững, không tìm cầu dựa dẫm vào ai, lành thai tự điều tâm này, biết tự điều phục, không hai trên đời. Phần lớn khi còn nhỏ đó, chúng ta dựa dẫm vào cha mẹ, và cha mẹ được xem như là thước đo chân lý.
cái ngôi nhà của mình có thể nó rất là nhỏ với thế giới, nhưng mà vì cái tầm nhìn mình hẹp, con người mình bé, thì mình thấy cái căn nhà mình nó to lắm, thì cái làng của mình nó cũng lớn lắm. Sau ngày lớn lên từ 20 tuổi trở đi, đi khắp thế giới rồi mà thấy ồ cái nhà của mình nó bé quá. Và cái hệ quy chiếu của cha mình, mẹ mình mà mình dựa dẫm ngày xưa đó, nó chưa chắc nó là cái toàn hảo trong cuộc đời. Và lúc đó chúng ta phải tự khắc phục, đi một đàn, học một sàng khôn, bồi bổ kiến thức để mình tự hoàn thiện chính mình. Ở đây Đức Phật nói là rất nhiều người có thói quen là tầm cầu dựa dẫm các cái thế lực bên ngoài. Ví dụ như một nước yếu mà dựa dẫm vào một nước lớn thì có thể phát triển tốt về kinh tế, nhưng mà ngược lại bị lệ thuộc 100% về chính trị, vì không có giúp đỡ nào trong cuộc đời này mà không kèm theo tính điều kiện. Đến lúc mà bị trói buộc bởi các điều kiện vây tỏa rồi thì ta mới vỡ lẽ, lúc đó là nó muộn quá rồi. Cho nên Ấn Độ sau thời kỳ Anh trị đó, họ đã tự nỗ lực vươn lên. Từ năm 1949 đến nay đó, thì họ đã có những ngành khoa học đi vào không gian, chế tạo được nguyên tử hạt nhân. Cái gì thế giới này có là Ấn Độ có thể có, chứ họ không bị lệ thuộc một người khác. Cái con đường mà tự nỗ lực vươn lên nó hay chậm hơn, nhưng mà nó ăn chắc mặt bền. Và các bậc cha mẹ hiểu Phật pháp giỏi đó, thì phải làm sao đó hướng dẫn con em mình tự lập, chứ không phải mình làm giùm thế hết mọi thứ. Khi còn ở bên Cộng hòa Séc, tại thành phố Brno, chúng tôi nghe một Phật tử sau khi giảng xong đó tâm sự tình trạng bạn của anh ấy ứng xử đối với con. Bạn của anh ta đó là một người tiệp khắc thuộc hàng triệu phú, và một cái mùa hè vào năm 2008 đó, thì đứa con sau khi tốt nghiệp lớp 12 muốn đi du học Anh, thì người cha đã nói với con ruột của mình là ba sẽ cho con á nửa vé tàu, còn nửa vé còn lại đó con phải tự làm trước khi là xách hành trang lên đường. Và thời gian 5 ngày 7 bữa mà con ở đó thì ba giúp con 1/3, 2/3 con phải tự làm thêm để có được việc ấy. Đứa con nó giận ba nó lắm. Ba là triệu phú mà ba ta kêu qua. Nó chửi vào mặt ba nó. Nó quát tháo rồi nó bỏ đi. Nó không thèm nhận cái số tiền. Rồi nó tự đi làm. Sau đó nó qua bên Anh để tìm kiếm vào trường Oxford, rồi sau đó là trường London. Thấy hai trường này rất là lý tưởng, nó quay trở về. Và khi trên đường thì quay trở về là hết tiền, nó phải dừng lại đi làm thuê mướn thời gian. Sau đó quay trở về nhà và nó đối diện trước ba nó bằng một lời cảm ơn, là đến bây giờ con mới hiểu được rằng là ba đang nâng đỡ cuộc đời con bằng cách là giúp cho con có được tinh thần tự lập. Người cha rất là xúc động vì con đã hiểu được mình. Thế vậy nếu như mình là một đại gia đó, con mình xin gì cứ cho hết cái đó mà không dạy cái cách để nó có được cái đó, thì cái độ bền thành công không đảm bảo. Cho nên ở đây Đức Phật khuyên là gì? Là không tìm cầu dựa dẫm vào ai. Người tu học Phật cũng phải vậy. Dĩ nhiên khi trong một môi trường mà ta có được các thầy, các sư cô hướng dẫn là quá lý tưởng, thì đó là một yếu tố của tăng bảo mà. Nhưng nếu như nơi nào đó không có được cái thuận lợi đó, chắc lẽ chúng ta bỏ cuộc không tu, cũng phải tự tu chứ. Mà ngày nay thì trên internet kinh điển Phật đó đã được phổ biến miễn phí. Ví dụ kinh Tạng dịch từ Bali do Hòa Thượng Thích Minh Châu nỗ lực làm trong vòng 50 năm qua, đã được chúng tôi đưa vào trong trang web đầu tiên vào năm 2000. Từ đó mà các trang web khác đã lấy lại và phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt Nam. Đến năm 2006 đó thì Chùa Giác Ngộ chúng tôi cũng là nơi xuất bản cái ấn bản Đại Tạng Kinh Việt Nam bằng âm thanh MP3 đầu tiên trên hành tinh. Không phải riêng về Việt Nam mà cả các quốc gia khác cũng chưa có một ấn bản nào như thế. Ấn bản đó trên 100 đĩa CD, mỗi một đĩa là 17 giờ âm thanh, hoàn toàn miễn phí.
Và như vậy chỉ cần có lòng thôi là chúng ta có thể vào các trang web tủ sách Phật học.com, đạo Phật Canada.com để download xuống xài miễn phí. Đối với kinh âm thanh đó, thì mình vừa làm việc trong nhà, thậm chí là vừa tắm về vệ sinh cá nhân mà vẫn nghe kinh được. Ta tận thời gian trên đường từ nhà đến công sở 1 tiếng rưỡi, từ công sở về nhà tổng cộng 3 giờ một ngày, mà nếu mà mình biết lắng nghe lời kinh Phật dạy đó thì tâm trí chúng ta sáng suốt lắm, đâu có khó khăn như ngày xưa nữa đâu. Còn băng giảng của các thầy Việt Nam trong và ngoài nước không dưới 400.000 băng, phá kỷ lục toàn cầu, không có nước nào giảng nhiều đến thế. Và bây giờ đưa trên internet là quá sáng, chỉ cần có lòng và sắp xếp thời gian thôi là chúng ta có thể là tự học được. Và khi mà mình học được Phật pháp, tự điều phục tâm mình, làm cho tâm mình được chân chính thì hành động được chân chính, rồi hạnh phúc đó được có mặt. Ai làm được như thế, Đức Phật nói là người đó là không có hai trên đời, rất hiếm. Cho nên khi đến chùa tu học, đừng có bị chủ nghĩa thần tượng hóa cá nhân chi phối. Ta vẫn tôn trọng các thầy, các sư cô, nhưng không thần tượng hóa các vị ấy. Vì thần tượng hóa dễ dẫn đến tình trạng bị sụp đổ thần tượng. Mà sụp đổ thần tượng rồi chúng ta sẽ vẫy tay chào với Phật. Đang khi đó mình đến với đạo Phật là học Phật pháp, còn thầy và sư cô là xe đưa đường đó, tàu đưa chúng ta qua bờ. Nhưng mà nếu mà tàu lũng thì mình cũng phải tự bơi, chứ lại tàu lũng rồi mình chết theo. Đó là tinh thần sáng suốt của người Phật tử. Chùa nào, giáo hội nào, tu sĩ nào chủ trương đúng đạo Phật ta theo. Còn nếu không đúng đạo Phật thôi kính như viễn chi. Đó là sự sáng suốt, không có dựa dẫm vào ai. Ta có một con đường đi theo tinh thần Phật dạy thôi. Và đó cũng là di chúc của Đức Phật trước khi ngài qua đời: này các đệ tử, hãy lấy chánh pháp làm thầy, hãy lấy đạo đức làm thầy, đừng nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Trong đại dương luân hồi, hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Trong bóng tối vô minh dày đặc, hãy tự mình dạt màn vô minh. Đó là tinh thần tự lực cả. Bây giờ cái công thức tu tập nó đã có rồi, nó đâu có thiếu gì nữa đâu. Chỉ vấn đề là chịu tu thôi là chúng ta có kết quả. Có thêm các thầy, các sư cô hướng dẫn thì quá tốt. Có thêm bạn đồng đạo cùng tu trong một đạo tràng như tại nhà này quá tốt. Không có mình vẫn tu được. Người tu như thế sẽ có tiến bộ nhiều. Vấn đề 5, nhu cầu tu tập. Bài kệ 146, Đức Phật dạy chúng ta một câu hỏi hãy tự đặt cho chính mình: cười sao được, sướng vui sao nổi, khi lửa sầu cháy rụi thế gian, tối tâm văng phủ trên trời đêm, sao không nỗ lực đi tìm đèn sáng soi. Đó là một công án lớn. Lúc đang sống trong khổ đau mà nhiều người vẫn nhẫn nhơ vui những cái thú vui mà không có giúp cho mình có được một cái hạnh phúc gì đích thực. Rồi họ tự an ủi rằng là bây giờ sống mà không hưởng thụ, mốt chết là sao hưởng thụ được. Bây giờ còn trẻ mà không hưởng thụ, mốt già lẫm cẩm là sao hưởng thụ. Lại càng lúng lút sâu trong con đường vô minh nữa. Kinh Pháp Hoa có câu là tam giới không an cũng như nhà lửa đang cháy. Và cái bài kệ tụng vào công phu chiều ở các chùa đó là cứu cái khổ đau của mình giống như là cứu lửa đang cháy trên đầu. Chậm trễ một giây phút nào, chúng ta bất hạnh giây phút ấy. Và đến lúc trễ quá là không có chủ trì được nữa. Thì là phải đi một quyết tâm. Và đây Đức Phật hỏi là cười sao được khi mà nỗi khổ điều đó nó đang có quá nhiều với mình. Ta phải bình tĩnh lại, sáng suốt hơn, tìm ra những giải pháp cho những vấn nạn mà mình đang đối diện. Đó là người có trách nhiệm với bản thân. Còn mình nghĩ rằng là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, đã khổ nhiều quá rồi, có khổ thêm một lần nữa cũng không sao, thì cái đó là không biết thương mình. Khổ ít ta nỗ lực tháo mở dễ hơn. Khổ nhiều á, khi có nỗ lực tháo mở trước sau thì nó cũng được thành tựu. Còn không chịu nỗ lực thì nó vẫn còn ở nguyên.
Cho nên phải nêu một quyết tâm đó để thấy rằng là màn đêm bóng tối đang phủ che tương lai của mình, sự nghiệp của mình, hạnh phúc của mình, thì ta phải tự nỗ lực để xóa tan chúng. Không ai làm giùm mình chuyện ấy đó. Khi mình thành công ta tới hưởng ké, và khi mình tạo ra một cái thành quả và đang trong tiến trình để làm việc đó, chưa chắc có người đã đồng hành đâu, huống hồ là giúp đỡ. Phải thấy rõ như vậy để chúng ta không nản lòng, rồi cũng không trách người, không trách đời. Thì cuộc đời nó là thế thôi, ai cũng nghĩ đến cái quyền lợi cá nhân là trên hết. Bài kệ 155 đó, Đức Phật nói về hai giai đoạn của một đời người: trẻ và già. Trẻ làm cái gì và già đỡ phải lo. Bài kệ dạy như sau: lúc còn trẻ chẳng màng đạo đức, không học nghề, tự lập lo thân, đến già gặp phải khó khăn, như cò ủ rũ không còn cá tôm. Như vậy theo Đức Phật á, là cái việc mà bồi đức, tu thân, dưỡng tính phải được xem là mối quan tâm hàng đầu, nó còn quan trọng hơn sự nghiệp của người đạt. Sau nhiều năm giáo dục về chủ nghĩa yêu nước thiên cực, gần đây Bộ Dục và Đào tạo Việt Nam bắt đầu quay trở lại với cái giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên, và gắn nó trở thành một cái chương trình bắt buộc đối với các em học sinh tiểu học. Trước năm 2015 chúng ta đã có một nền tảng giáo dục công dân và đức dục công dân rất là tốt. Mình bỏ đến cả gần 40 năm như thế, ở miền Bắc là gần như là số lượng thời gian gấp đôi. Cho nên các cái rối loạn trong xã hội, những bất ổn trong đời sống gia đình, những bất hạnh giữa người này với người kia đó, nó có ít nhiều gắn liền với cái dây mơ rễ má của cái giáo dục thời nhỏ đó. Các em từ nhỏ mà đi nhòi sọ chủ nghĩa yêu nước là không nên. Trong thời chiến đó, nó là một yêu cầu, và từ cái yêu cầu đó chúng ta đã dựng lên một vị thánh giống để cho mọi người đều phải có trách nhiệm. Vì nước chúng ta đứng giữa nước Trung Quốc bị xâm lấn nhiều lần mà, cho nên là không thể không yêu nước. Nhưng mà trong thời bình mà mình nhồi sọ một cái chủ nghĩa yêu nước là rất nguy hiểm, mà ta phải dạy cho chúng về đạo đức, lối sống, làm sao để mà có được cái định hướng tương lai, không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần tự lập, rồi biết quý trọng cái tương lai của mình. Thì thế giới trẻ mà như thế đó, chắc chắn rằng là sẽ rất là tốt. Điều thứ hai Đức Phật dạy là phải cái học nghề. Tuổi trẻ mà không học nghề trên nền tảng của kiến thức đó, thì về sau này không có sự nghiệp gì có thể thành tựu được. Đừng có bắt chước bằng lối suy nghĩ rằng là nhiều đại gia trên hành tinh này có kiến thức gì đâu, mà tại sao vẫn làm tỷ phú triệu phú. Mấy người như thế, mình không may mắn như thế thì đừng có kỳ vọng như thế, không thiết thực. Và tự đào mồ chôn cuộc đời của mình. Rất may mắn, trong vòng 40 năm qua, không chỉ riêng tại Đức, ở Mỹ, Canada, Úc và các nước châu Âu, thế hệ Việt Nam thứ hai có vai trò rất tốt ở trong học đường. Trên 60-70% là đậu trung học và đi vào đại học và trở thành học sinh giỏi, sinh viên giỏi. Và cái quá trình hội nhập của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại rất cao, được nhiều quốc gia ta đánh giá tốt. Ở Mỹ, sinh viên, học sinh Việt Nam đứng đầu bảng còn cao hơn cả Nhật và Trung Quốc. Như vậy là chắc xám Việt không đến nỗi là thấp. Chỉ có điều là cái môi trường Việt đó, nó không đủ thuận lợi để cho chắc xám đó góp phần phát triển đất nước thôi. Do đó phải học nghề trên nền tảng kiến thức để ta tự lập lo cho bản thân. Còn ai mà không có ba cái quá trình này: rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng kiến thức, học nghề, tự lập, thì đến già gặp khó khăn. Thì Phật sánh với nó giống như con cò già ủ rũ bên ao mà không có con tôm con cá gì để ăn, và không đủ sức để đi khỏi cái bờ ruộng đó để đi tìm tôm cá cho mình. Vì lực bất tòng tâm là quy luật không thể tránh khỏi ở tuổi già. Cho nên tuổi trẻ mà không làm thì tương lai không làm gì được hết trơn. Và nỗ lực phải trả bằng cái giá, cái giá đó rất là xứng đáng.
Bài kệ 111 đó, Đức Phật dạy nghệ thuật sống tốt và để tạo dựng hạnh phúc tương lai trên nền tảng của huấn luyện tâm như sau: nếu phải sống 100 năm phóng đãng, sao bằng ngày thiền quán tinh chuyên, 100 năm mê muội triền miên, 1 ngày tuệ giác hành thiền bình an. Tu tập theo đạo Phật mà bỏ đi yếu tố thiền đó, nó không còn là đạo Phật nữa. Dĩ nhiên khái niệm chúng tôi dùng thiền ở trong kinh Pháp Cú nó khác hoàn toàn với thiền tông của Trung Quốc và Việt Nam. Thiền tông là đi theo một cái phương pháp do các tổ đặt ra, còn thiền mà theo Đức Phật nói đó là cái quá trình thanh lọc tâm, chuyển hóa tham sân si, không còn nỗi khổ niềm đau phiền não nghiệp chướng, để chúng ta sống bình an trong mọi tình huống. Việc thực tập thiền như thế rất là tốt, cho nên khi mà mình ngồi tụng kinh đúng phương pháp cũng là thiền, đang khi niệm Phật lần chuỗi cũng là thiền, đang khi đi kinh hành cũng là thiền, đang khi đứng trang nghiêm cũng là thiền. Cái thiền đó tức là làm chủ các giác quan, làm chủ nhận thức, đó là cái cốt lõi. Còn việc ngồi trong chánh điện hay là trước bàn thờ Phật tại nhà là một phương tiện rất tốt để cái quá trình thiền định được diễn ra, chứ bản thân đó không phải là thiền định. Các phương pháp để đạt được thiền định là rất nhiều, và do đó đừng có ngộ nhận rằng chỉ có tu theo tông thiền mới có được thiền, còn tu theo tịnh độ và các pháp môn khác là không có thiền. Pháp môn nào trong đạo Phật cũng giúp cho chúng ta có được cái sự tỉnh tại của tâm, làm chủ tâm, và đây chính là cốt lõi của thiền. Ở đây Đức Phật nói nếu sống 100 năm mà phóng đãng ăn chơi hưởng thụ đó thật là hoang uổng, bởi vì khi chết đó, tái sanh vào cái cảnh giới mất hút, thường gọi là cảnh giới xấu, không biết khi nào mới đào thai làm chút người. Và do đó nó không bằng một ngày nếu chúng ta sống với thiền định để được sự bình an nội tại. Do đó các Phật tử tại gia đó, khi cái giờ nghỉ giải lao trong công sở, thay vì chúng ta ngồi tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, thì tốt nhất là chúng ta đi thiền hành giống như Đức Phật đã dạy trong kinh. Hoặc là ai tu theo tịnh độ đó thì học theo cái tông chỉ phạn thực kinh hành, sau khi ăn cơm xong là đi kinh hành. Đi kinh hành thì không có nói, mà đi từng bước vững chãi thảnh thơi trên mặt đất ta, để chúng ta rũ bỏ các căng thẳng trong suốt 4-5 giờ làm việc. Và khi trở lại công sở thì chúng ta sẽ sáng suốt hơn, và ít có tai nạn lao động, các rủi ro trong cuộc sống. Mà người như thế có thể sáng kiến phát minh trên nền tảng của sáng tạo. Vấn đề 6, con đường an vui. Theo Đức Phật á, khi mà mình tu tâm dưỡng tính á, là ta phải lấy tâm làm nền tảng và chuyển hóa tâm. Con đường tâm linh á, của đạo Phật dạy đó, bắt đầu từ tâm, đi trên tâm và đạt kết quả trên tâm. Từ một tâm phàm trở thành một tâm thánh, từ một tâm khổ đau trở thành tâm an vui, từ tâm vô minh trở thành tâm trí tuệ ra. Hệ quy chiếu cũng là nó, sự đi cũng là nó, và diễn tiến cũng là nó. Cho nên làm chủ được tâm là làm chủ được mọi thứ trên đời. Bài kệ 188 đến 92 dạy về cái con đường để thanh lọc tâm như sau: trong nguy khổ người tìm nương tựa, hoặc thần linh rừng rú non cao, miếu đình cây vật hang sâu, giấy gian hiến tế mong sao an lạc. Thì bốn câu thơ này đó mô tả về cái thói quen tôn giáo của phần lớn con người trên hành tinh trong thời quá khứ của Đức Phật cũng như là thời hiện tại của chúng ta. Cái khuynh hướng đó rất là đa dạng, do vì sợ hãi, do thiếu trình độ khoa học, do không có người hướng dẫn, không có bạn đồng hành, và do vì mê tín dị đoan mà phần lớn người ta đi vào các khuynh hướng, hoặc là chấp nhận rằng là có một thượng đế an bài số phận, hoặc là có các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề. Thầy Đức Phật đó là mê tín, tượng đế chưa từng có thật. Các thần linh đó chưa từng quyết định vận mạng của ai, vì họ còn chưa quyết định được vận mạng của họ. Tất cả nếu có đều phải sống theo cái quy luật của nhân quả, không có ngoại lệ. Có người đó thì nương tựa bên ngoài, ví dụ như đi vào rừng sâu
núi cao để mà tìm cái con đường tâm linh. Theo Đức Phật, tâm linh không có trong núi cao, núi sâu rừng cao. Núi sâu rừng cao là một phương tiện tốt để chúng ta tu. Việc đánh đồng sai đã làm cho rất nhiều tu sĩ Bà La Môn bỏ cả cuộc đời của mình trong rừng, rốt cuộc chẳng lợi ích cho một người nào. Hoặc là đến miếu đình thuộc về các tôn giáo khác để cầu thần khẩn trời, và chẳng may gặp những người hướng dẫn mê tín thì chúng ta tiền mất tật mang. Hoặc là chúng ta chạy theo chùa phái bái Phật phái, tức là lấy con vật làm thủy tổ của loài người. Các tôn giáo của Hy Lạp và Ai Cập tôn thờ các vị thần nửa người nửa thú, đầu thú mà mình người. Ấn Độ thì thờ bò, thờ rắn, thờ voi, những con vật được xem là tối linh. Thế Đức Phật nói không thể giải quyết gì được cho cái khổ đau bế tắc của con người, bởi vì các con vật đó còn kém phước báo hơn con người rất nhiều lần. Đức Phật nói là trong vũ trụ này con người là số 1, con người còn có điều kiện tốt hơn là chư thiên, thì chư thiên phước báo nhiều quá cho nên khó tu, còn con người là vừa phải cho nên dễ tu. Và không có vị Phật nào giác ngộ ở cõi chư thiên, ở cõi Atula, tại càng không thể nào giác ngộ ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chỉ giác ngộ giải thoát ở cõi người thôi. Cho nên đang ở kiếp người ta đừng có dạy gì mà đi phát nguyện sanh cõi trời. Hoặc là chúng ta lại các thần, thần cây, thần sông, thần núi, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, hàng triệu các vị thần khác nhau. Hay là ở Việt Nam có thói quen dí bà chú sứ. Bà chú sứ là bà sông Hằng Ấn Độ thôi. Có nhân quả là thật đâu trong các cái vái vang đó. Những người mà không có kết quả thì người ta tự ém nhẹm thông tin vì nó đã mắc cỡ. Còn người nào mà cầu xong mà thành tựu, người ta đi quảng cáo lên. Nhưng mà thành tựu là do họ nỗ lực làm ăn đúng phương pháp, vì họ ngộ nhận rằng là do lời vái vang mà đạt được, cho nên mê tín dễ đạt. Chứ mà nói không giải quyết được vấn đề gì hết á. Dễ dàng hiến tế mong sao được an lành vẫn cắt cánh mà bay. Bài kệ 189 Đức Phật khẳng định các nỗ lực tôn giáo tín ngưỡng nhất thần và đa thần giáo không có kết quả như sau: nương tựa ấy hoàn toàn vô bổ, tìm lân quanh nhiều chỗ bất an, khổ đau còn đó chưa tan, chỉ do mê tín chưa thành tụ chi. Rất tiếc là kể từ sau năm 1945 đó, thì tại miền Bắc đó, Phật giáo gần như là bị chết. Cái nôi của đạo Phật nghìn năm lịch sử đã chẳng còn bao nhiêu chùa, và trong chùa cũng chẳng còn bao nhiêu sư. Và mê tín dị đoan nó đã gieo rắc khắp các tự viện miền Bắc suốt cả mấy chục năm vừa qua. Thế nên bây giờ khi mà cái cơ chế nhà nước mở ra chút xíu đó thì tín ngưỡng nó phát triển đầy hơn. Và do vậy ta thấy trong các chùa miền Bắc vẫn còn cúng sao, lên đồng bóng, đốt giấy vàng mã, rồi cầu nguyện vãng sinh. Mà các hoạt động về giáo dục Phật pháp đó thì vẫn còn rất ít. Khoảng trong vòng 20 năm trở lại đây, khi các trường Phật học bắt đầu có mặt ở chùa Quán Sứ và gần đây là chùa Sóc Sơn, và trong 2 năm qua tại Hà Nội có được 16 giảng đường do Thượng Tọa Bảo Nghiêm làm chủ quản, thì cái việc mà mở mang trình độ Phật học cho quần chúng đã bắt đầu được tốt. Đó là một dấu hiệu rất tích cực. Tuy nhiên vẫn chưa thấm vào đâu. Các tỉnh miền Bắc còn lại vẫn còn mờ mịt về Phật pháp lắm. Cho nên khi quý Phật tử mà thương người đồng hương của mình á, thì mỗi khi mình có dư cái tiền bạc cắt khi đi chợ đó, thay vì mình mua bánh kẹo cho con cháu ăn thì bỏ vào cái con heo công đức, gỡ về các bạn hữu mà ta tin tưởng đấy, là công việc ấn tống. Miền Bắc nó có được cái lợi thế đó là mùa trễ hội sau cái Tết âm lịch đó, suốt cả 3 tháng không ai bảo ai
những cái trễ hội lớn có thể thu hút đến vạn người, vài vạn người trong một ngày. Và chúng ta chỉ cần đứng ở những cái khu đường đó thôi, tặng đĩa, những loại đĩa bình dân, những đĩa sâu sắc, những loại đĩa thích hợp với các lứa tuổi và thành phần đó. Ta chỉ cần hy vọng là 10% trong số đó về nghe thôi là quá lời rồi. Và khi nghe được, đảm bảo họ sẽ thay đổi cái nhận thức mê tín liền. Chỉ chờ giáo hội bổ nhân sự cho các tu sĩ đi cung cấp không biết bao giờ, nhiều khi đào thai lên mấy kiếp vẫn chưa xong. Ta phải nỗ lực tự làm, góp phần để làm cho cái việc ấy được tốt. Bởi vì ta biết rất rõ là mê tín dị đoan không phải là cái nơi nương tựa an lạc cho tâm linh, mà nó mang lại rất nhiều các hậu quả xấu. Khổ đau vẫn còn y nguyên ta. Hứa hẹn càng nhiều thì khổ đau tiêu phòng càng nhiều. Kệ 190, Đức Phật mô tả cái phước báo của những người Phật tử gặp được Phật pháp như là một nơi nương tựa. Người có phước tin tin về Tam Bảo, Phật pháp tăng quý báo khó hơn, khó khăn bất hạnh tự nương, dùng bốn chân lý làm phương thoát nạn. Trong nỗi khổ niềm đau, Đức Phật dạy chúng ta càng phải quy hướng về Tam Bảo, thì nhờ như thế mình đỡ tuyệt vọng từ tử mà chết. Đại gia thuộc hàng thứ năm của nước Đức, Marco, khi cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ năm 2007 đó diễn ra đó, ông đã tự vẫn mà chết. Ông làm tổng giám đốc của hàng loạt các cái chuỗi công ty và xí nghiệp, và dưới trướng của ông là khoảng 200.000 người công nhân. Sau khi ông chết đó thì cơ hội sự nghiệp đó nó tan rã luôn, và 200.000 người công nhân đó là gần như là mất nơi nương tựa, và đã ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của ít nhất là 200.000 công nhân còn lại, 200.000 người vợ người chồng còn lại, ta không tính những đứa con. Cho nên đó, khi mình có điểm tựa tâm linh là Phật, là pháp, là tăng, thì ta thấy là Phật á, mình học hỏi được tấm gương là vượt khó, khắc phục bản thân. Chánh pháp á, là những cái phương châm để giúp cho mình đứng vững trong các bất hạnh. Còn chư tăng là những bậc thầy tâm linh hướng dẫn chúng ta, tư vấn chúng ta đúng đường, đúng hướng, đúng chỗ, đúng thời, rất là tốt. Cho nên càng khổ đau chừng nào, quy ngưỡng về Tam Bảo, ta được lệ lạc chừng này. Chứ bằng không nó có nhiều người đã cốc cận đời, trở thành sai xỉn, ma túy xì ke, mất cả tương lai. Có người lao đầu vào các cái cuộc ăn chê sa đọa để quên đi nỗi khổ niềm đau hiện tại. Có người đó thì là thúc thủ số phận vì nghĩ rằng Thượng Đế đã an bài vận mệnh của mình như thế. Đức Phật nói làm gì có số phận, làm gì có sự an bài, tất cả do chúng ta, vì nó phải tự nỗ lực để mà làm mới. Và phương pháp để mà vượt qua nỗi khổ niềm đau thế giới Phật đó là tứ diệu đế. Đây là điều mà các Phật tử nên nhớ nằm lòng. Trong khổ đau, Đức Phật không khuyên chúng ta niệm Phật. Trong khổ đau, Đức Phật không khuyên chúng ta trì chú. Trong khổ đau, Đức Phật không khuyên chúng ta chạy chỗ này cầu gạch chỗ kia, mà Ngài dạy chúng ta là ứng dụng tứ diệu đế. Và đây cũng là bài kinh đầu tiên sau khi giác ngộ, Đức Phật thuyết giảng cho 50 năm người Trần Dư. Và suốt cuộc đời của Ngài, Ngài lặp lại công thức đó không biết bao nhiêu lần qua hai câu phát biểu xưa cũng như nay, kể từ khi thành đạo đến lúc nhập Niết Bàn. Như Lai chỉ thuyết giảng hai điều: thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau; thứ hai là chỉ ra con đường an vui hạnh phúc. Rất tiếc đó, nhiều người chỉ nhớ cái vế đầu, quên cái vế sau, nó là Phật. Đấu tố khổ đau, tô đen cuộc đời, không có. Mình phải nhìn vào cái bế tắc, cái trở ngại, bất hạnh đang có, thì ta mới tháo ra được, chứ không có nhắm mắt làm ngơ, không phớt lờ, không tìm quên, không đầu hàng, không đào tẩu, không có cường điệu quá, không hoảng sợ, không hoang mang, mà hết sức bình tĩnh để mà khắc phục ra. Ngày công thức của tứ diệu đế nó gồm có bốn bước. Bước một, thừa nhận khổ đau bất hạnh đang có với mình và người thân bằng một sự sáng suốt. Với hai, truy tìm nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, xa, gần, mình, người và các cái cộng hưởng, các cái điều kiện xung quanh, tại sao nó có. Bước ba, tin vào cái niềm an vui hạnh phúc khi chúng ta vượt qua khổ đau, mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn.
ở bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ sau khi chết. Bước 4 là có bước đi cụ thể rõ ràng, đó là bát chánh đạo. Kệ 191 Đức Phật dạy cụ thể như sau: thấy đau khổ, nguyên nhân gây khổ, thấy nước bàn, thánh lộ tám ngành, đưa người đến chốn bình an, không còn bất hạnh, trần gian muộn phiền. Rõ ràng là bài kệ này Đức Phật nói rõ bất cứ một vấn nạn nào từ thế giới, quốc gia, cộng đồng, gia đình, cá nhân, từ chính trị, xã hội, dân hóa, giáo dục và mọi vấn đề khác, phải lấy tứ diệu đế để giải quyết nó. Tức là phải giải quyết vấn đề trên nền tảng của nhân quả, phân tích cái xấu để tìm nguyên nhân, phân tích cái an lạc hạnh phúc để thực hiện con đường. Và đây Đức Phật khẳng định là tứ diệu đế có thể đưa chúng ta đến được sự bình an, kết quả an lạc hạnh phúc, không còn bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào hết. Và kệ 192 Đức Phật kết luận như sau: nương tựa ấy tạo nên quả phước, nguồn tâm linh thể đạt an vui. Người khôn nương tựa đời đời, vẫy chào đau khổ, thảnh thơi cuộc đời. Ở đây Ngài không khuyên chúng ta là niệm Phật. Niệm Phật chỉ là một cái phương tiện ở trong lục niệm thôi. Lục niệm gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm quả báo giảng sanh về cõi trời, để chúng ta sống tốt, làm tốt cho mình và cho người. Và Tịnh Độ Tông đã rút ngắn 6 niệm đó, còn là một niệm duy nhất là niệm Phật. Ngày xưa thời Đức Phật, niệm Phật không phải là niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà là niệm về 10 đức hiệu của các Đức Phật, dưới nội dung là danh từ chung. Đức Phật nào cũng có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Vị Trụ Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Vì vậy sau này đó thì Tịnh Độ Tông mới hướng dẫn chúng ta là niệm Đức Phật A Di Đà để mong giảng sanh Tây Phương. Vì vậy là bản chất của Tịnh Độ Tông nó cũng giống như Thiền Tông và Mật Tông, là một phần rất nhỏ của chánh niệm trong bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, tức là nhân sinh quan, thế giới quan đúng, không tin Thượng Đế, số phận an bài, ngẫu nhiên, chết rồi là hết, mà mọi việc xảy ra có nhân có duyên, có nhân có quả. Chánh tư duy là tư duy đúng phương pháp, đúng quy trình, tư duy có nhân quả và thoát khỏi tham sân si. Chánh ngữ là nói lời đúng, nói lời xây dựng, nói lời lịch sự, khiêm tốn và nói lời có giá trị lệ lạc cho tha nhân. Chánh nghiệp là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không hòa tình, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Còn chánh mạng đó, tức là nghề đạo đức trong nghề nghiệp, ta làm các nghề phù hợp với luật và đóng thuế đàng hoàng. Chánh năm nghề sống sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán cơ thể, tức là nghề lầu xanh, rồi sản xuất bào chế độc dược và bán độc dược. Thứ năm là nghề đồ tể, tức là giết các độc vật để nuôi miệng mình. Ngoài năm nghề này ra thì các nghề chân chính còn lại được luật pháp cho phép, Đức Phật khuyên là nên tuân thủ. Chánh tinh tấn là nỗ lực siêng năng, bỏ ác làm lành, theo đuổi các mục đích, làm các lý tưởng để cho lợi ích mình và người. Và chánh niệm là mình làm chủ được các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt thường nhật, nói, nín, động tịnh và thức ngủ. Chánh định á là kết quả tất yếu của chánh niệm, chúng ta sáng suốt hơn. Nếu là người đời đó thì có nhiều phát minh, sáng kiến, sáng tạo, trở thành các chuyên gia, các khoa học gia. Còn nếu là người tu thì trở thành là người giác ngộ, giải thoát. Như vậy là chánh niệm là một phần rất nhỏ thôi, niệm Phật chỉ là một phần của chánh niệm chứ không phải là tất cả. Có thể rất nhiều hành giả từ đầu tông chưa quen với cái quan niệm này, và trong kinh Pháp Cú Đức Phật xác định rõ như thế. Niệm Phật chỉ là một phương tiện để chúng ta được định tâm, nhờ đó chúng ta có giải pháp, chứ không phải là niệm Phật là giải quyết tất cả các vấn nạn. Còn bát chánh đạo mới là giải quyết các vấn nạn. Và trong rất nhiều kinh Đức Phật nói là ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân, ngoài bát chánh đạo không có tu sĩ đích thực, ngoài bát chánh đạo không có Phật tử chân chính. Ở đây Đức Phật nói là
ai đi theo bát chánh đạo là đến chốn bình an, không còn bất hạnh, rồi vẫy chào khổ đau, thảnh thơi trên cuộc đời. Và ngài khuyên là hãy nên nương tựa, vì nương tựa này giúp cho chúng ta có được phước đức và giải thoát, và nó là nguồn tâm linh. Không có một nương tựa nào trên đời có thể cao hơn bát chánh đạo. Đó là lời Phật dạy rất là sâu sắc ở trong kinh Pháp Cú. Nói tóm lại, khi trình bày về nghệ thuật tu tâm dưỡng tính đó, trong kinh Pháp Cú thì chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng là việc tu, dầu là theo pháp môn nào trong đạo Phật, cốt là làm cho tâm mình trở nên thanh tịnh, nhờ đó các hành động trở nên trong sáng, vị tha nhân, không ích kỷ, không hận thù, không tham lam, không si ái. An lạc hạnh phúc nó sẽ có mặt với chúng ta bây giờ và tại đây. Còn phương pháp để thanh lọc tâm theo Đức Phật là bát chánh đạo. Đó là nền tảng của 84.000 các pháp môn. Tu pháp môn nào mà bỏ bát chánh đạo là chúng ta đi lòng vòng thôi, không thể đi xa hơn được. Đó là điều Đức Phật khẳng định, đừng nên quên. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ